cậu bị khùng hả? Cậu nói ai khùng? Tụi cậu giống đối xử với tớ như vậy đó hả? Hakado, cho Suzuki á, mượn cuốn vở văn được không? Hôm qua á, ngủ gục, tôi không có chép bài kịp. Có gì cho tôi mượn vở văn của Hakado được không? Suzuki hứa Suzuki chép xong Suzuki trả lại cho Hakado. Tại vì hôm qua cô Sumo quá dạy, Suzuki không hiểu. Gọi tiếng chị đi, Hakado sẽ suy nghĩ lại. Chị Hakado, muôn đời nhớ ơn chị, Suzuki em muôn đời yêu chị. Và suốt đời đội ơn chị, coi chị là ân nhân cứu đời em. Giỏi lắm, được rồi, Hakado cho mượn nè. Dạ, em cảm ơn, khủng chị. Khủng chị. Ê, thôi ông học ở đâu? Suzuki, đi đá cầu không? Ờ, sao không rủ Hakado với? Nè, Hakado, nghĩ Hakado là ai vậy? Hakado chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi. Hakado chỉ là một cô bé đô con thôi, làm gì biết đá cầu. Ê nha, đừng có xem thường Hakado nha. Suzuki với lại Takisamaya, sợ đá thua Hakado chứ gì. Ê, Hakado đừng nghĩ Hakado là con gái, Hakado muốn nói gì Hakado nói nha. Takisamaya với lại Suzuki, sợ thua thì cứ nói. Nè, tụi này không hề sợ thua nha. Takisamaya và Suzuki quyết đối đầu với Hakado. Ok. Đi Suzuki. Hakado cũng chả sợ. Hakado. Trời ơi, vậy mà nãy Hakado nói cho mạnh miệng dữ lắm. Ờ, tại vì lâu rồi Hakado không có đá nên hơi bị khớp thôi. Dạ Hakado ơi, có nhiêu đó Hakado làm cô không được nữa. Suzuki thấy á, Hakado á đá dở, có nhiêu đó mà làm cô không được. Ờ, Suzuki đừng có nói vậy nha. Rồi sao? Nhìn Hakado á, tôi thèm đồ Nhật quá à. Ờ.